Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì có một cái câu chuyện của một cái luật sư ở trên Facebook. Thì tôi cũng mượn cái câu chuyện này để đặt cái tên là ly hôn và phép thử. Thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện của anh luật sư ở trên Facebook nó là như thế này. Anh bảo rằng là anh là luật sư, tại thời điểm trước đây anh là thẩm phán. Thì trong cái quá trình thụ lý một cái vụ kiện dân sự về ly hôn, thì người hai vợ chồng nộp đơn và khi nhận được cái quyết định công nhận sự thỏa thuận thì họ đi về, thì quay ra mới thấy là hai người vẫn còn một cái tình cảm mà không phải là ly hôn. Thì mới hơi bực, thì anh mới hỏi một cái câu rằng là tại sao vậy, thì có ly hôn hay không? Thì chị vợ mới là thú thật là ly hôn giả để anh chồng có một cái điều kiện để đi nước ngoài để kết hôn, và sau đó thì chị vợ được đi theo dạng định đoàn tụ gia đình. Và câu chuyện nó chỉ dừng lại ở đây. Nhưng trong cái câu chuyện của tôi nó lại mang một cái dáng dấp khác, cũng vẫn là ly hôn, phép thử và trở thành sự thật. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi làm cái nghề thì tôi cũng rất là thận trọng trong cái người khách hàng đi ra để yêu cầu ly hôn. Và tôi cũng nói rất là nhiều trong cái video đó, nếu trong trường hợp tôi không cảm được những cái mâu thuẫn trong cái cuộc sống vợ chồng, nếu tôi thấy không thấy được bằng cái kinh nghiệm, bằng cái nghề nghiệp, tôi không thấy được cái mâu thuẫn, tôi không thấy được cái mục đích hôn nhân không đạt được, hay là những cái chuyện vu vơ như ông chồng gái to, hay là không hiểu, không san sẻ được những cái trăn trở, hay là cái quan điểm trong cuộc sống chung vợ chồng, thì chắc chắn là tôi sẽ đưa ra cái lời khuyên là thôi thì cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh. Có thể rằng anh chồng của chị vẫn không thể nào có những cái điểm ưu ở cái mặt lĩnh vực này. Tuy nhiên anh vẫn là một người cha, một người chồng tốt trong một cái gia đình. Thực ra là vợ chồng nó không phải như trong phim ảnh. Và thế rằng là bằng cái vừa là kiến thức của luật, vừa là tư vấn, tôi đưa ra cho họ những cái thông điệp gọi là nó không tròn như một cái hình tròn, nhưng ít ra nó cũng là dạng tròn. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện tôi kể ngày hôm nay, người vợ đến văn phòng tôi và chị cũng bảo với tôi, tôi nói hoài, tôi ngồi tôi tư vấn, tôi hỏi chứ cái này cái kia cái nọ, và chị vợ thì cứ ú ớ. Và sau này thì chị cũng nói thật với tôi, chị bảo rằng là nói thật với luật sư rằng là mục đích của em á là để ly hôn, để ông chồng em đi ra nước ngoài kết hôn với người nước ngoài. Trước tiên là kết hôn với người nước ngoài, và sau khi kết hôn được thì vài năm sau thì ảnh ly hôn với cái người nước ngoài và kéo cái gia đình về đoàn tụ. Các anh chị em Việt Kiều xem cái video này thì thấy không lạ lạ, nhưng có thể là các anh chị em ở Việt Nam thì thấy cái điều này hơi lạ. Thì theo yêu cầu của khách hàng và cái mục đích của họ rõ ràng, thì tôi đã có một cái động tác là giúp các bên đương sự là chị và chồng chị đến tòa để ly hôn. Và bằng một cái kinh nghiệm trong cái việc lập đơn ly hôn, hạn chế đến mức thấp nhất tòa để họ được có cái quyết định công nhận sự thỏa thuận. Vì sao tôi lại nói một phép thử? Vì ly hôn đó là cái việc mà vợ chồng họ bàn bạc để ly hôn,
đưa ra những cái viễn cảnh, đưa ra những cái mục đích. Tuy nhiên nó chỉ là một phép thử. Thì bẵng một cái thời gian dài, khoảng chừng vài năm sau, thì chị đến văn phòng thôi. Chị bảo rằng: luật sư ơi, sự thật nó là như vậy đó. Quý vị và các bạn biết rồi, trong một cái vụ ly hôn thì nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là ly hôn, con chung và tài sản chung. Thì hai vợ chồng, anh chị khách hàng kia, họ chỉ ly hôn và con chung thôi, họ không hoàn toàn đề cập với tài sản chung. Thì sau khi ly hôn thì người má chồng đã có cái việc là quản lý hết toàn bộ cái tài sản của anh chồng về phía Việt Nam. Tại thời điểm này thì anh chồng đã đi nước ngoài rồi. Bà má chồng đã quản lý hết toàn bộ và không cho chị một cái quyền đối với cái tài sản. Và thưa quý vị và các bạn, tại thời điểm đó họ bàn bạc, tại thời điểm đó họ đưa ra cái phương án, nhưng lại không theo sát phương án. Và cũng có thể là do lòng người. Người mẹ chồng đã quản lý hết toàn bộ cái tài sản, và chuyện gì đến phải đến. Người chồng ban đầu chỉ là một cái phép thử ly hôn, và sau đó họ đã đi nước ngoài và họ sống chung như vợ chồng. Vì anh này bây giờ độc thân mà, với người nước ngoài. Và chuyện gì đến thì phải đến. Họ không muốn ly hôn nữa. Chị vợ thì gần như một cái câu mà người ta vẫn nói đó: tình cảm thì không thể thử được. Tới thời điểm này thì chị gần như mất cả chì lẫn chài. Chị cũng không muốn tranh chấp tài sản chung. Vì cái phần mà kiện tranh chấp tài sản chung, cái phần của chị nó yếu quá. Chị cũng không muốn mất đi cái tình cảm, vì chị chờ một ngày trở lại anh chồng cũng sẽ trở lại với mình. Đố quý vị và các bạn, đoạn kết nó như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, đoạn kết của một cái câu chuyện này là một sự chờ đợi. Sự chờ đợi của chị ở đây là tình cảm trở lại như thời kỳ trước khi ly hôn. Khó lắm quý vị và các bạn. Phép thử thành phép thiệt đó quý vị. Mình không thể nào mình níu kéo cái tuổi xuân được. Xa mặt cách lòng, anh bây giờ ở nước ngoài, con cái thì đã trưởng thành. Có thể trong một chừng mực nào đó, các em sẽ nói rằng: ba ơi, hãy quay đầu lại. Chị ở Việt Nam, chị vò vỏ chờ đợi giống như một hòn vọng phu. 2 năm, nó đã lấy đi tuổi thanh xuân của chị rất nhiều. Chị bảo với tôi rằng: tôi nói thiệt, tôi không muốn tranh chấp tài sản chung. Nếu má chồng tôi quản, mẹ chồng tôi quản thì cứ lấy, tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm là tình yêu của anh dành cho tôi. Khó lắm quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong cái cuộc sống mưu sinh, có thể những cái bước đi của mình rất chậm. Tuy nhiên chúng ta hãy khi bước ra trong một cái quyết định ly hôn, khi bước đến một cái quyết định ly hôn, thật thì không nói làm gì, giả thì quý vị và các bạn hãy thật thận trọng. Vì có những yếu tố khách quan nó tác động đến và nó làm cho con người mình thay đổi. Thật ra tôi cho rằng ở cái lứa tuổi tôi cho rằng anh chồng cũng không biết là có về quay lại hay không. Nhưng bây giờ hiện tại rằng là có một người nào đó chăm sóc, cơ sở pháp lý là anh độc thân, thì anh có quyền lựa chọn giữa người nước ngoài và người trong nước. Còn đâu đó một cái lương tâm của người đàn ông, nếu lương tâm anh cho rằng, anh cảm nhận được rằng anh có thể quay về để đón chị đoàn tụ gia đình,
Hoặc lương tâm anh cho rằng thôi, cái việc ly hôn kéo bà vào đây làm thêm trách nhiệm, trong khi ở nước ngoài này mình không có, mình mới bắt đầu trong một cái chân trời mới. Thưa quý vị và các bạn, trong cái câu chuyện ngày hôm nay, tôi không lên án tất cả các anh chồng. Tôi chỉ muốn kể lại cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện về phép thử của ly hôn, để cho những ai đang chuẩn bị ly hôn, đang mong muốn có một cái kế hoạch hoàn hảo về ly hôn. Và kế hoạch đó thì chúng ta hãy thận trọng. Nếu trong trường hợp chúng ta có kế hoạch và người chồng, người vợ mình cộng tác với mình để đi đến một cái đích, tránh những trường hợp đi giữa đường, người chồng và người vợ mình sẽ không cộng tác mình trong cái con đường đi tới. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái câu chuyện có thật mà tôi là người trực tiếp nghe. Chỉ biết an ủi, biết làm sao giờ. Kế hoạch mà đạo diễn là những người vợ, người chồng trong cái cuộc ly hôn, trong phép thử của ly hôn và thành phép thử. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn video còn có những khuyến khích về mặt chất lượng giọng nói, âm thanh. Nếu quý vị và các bạn có những cái comment tích cực thì xin hãy gửi đường link để sau này luật sư có những cái câu chuyện để gửi đến quý vị và các bạn trong cái việc trà dư tửu hậu, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.